mà nó được cái độ sánh, độ sánh gọi là, không phải nó sánh mà nó mịn đó cô. Ừ, nó mịn đó. Cái máy đánh bột á. À. Cái máy đánh bột. Nhưng mà con đoán con coi đúng không nha, cái này phải có chút xíu sữa nữa không? Dạ. Đây mình bán ăn được, thành ra xe hơi. Giá sáng thì có cái cô kia cũng đi xe hơi đi làm đó. Dạ. Là ghé đổ nhiêu bánh là cô lấy hết á. Bây giờ sáng tranh thủ là cổ đi ngang cỡ 7 giờ 15 nha. Dạ. Là tranh thủ đổ rồi ai mua nhiêu thì nhiêu. Còn dạ. Nhiêu là cổ lấy hết rồi bắt đầu đổ tiếp. Cô mời quý cô bác anh chị dùng bánh kẹp của cô Phượng nha. Bánh cô làm nóng hổi, mềm, xốp, giòn, rất là ngon luôn quý cô bác anh chị ơi. Mời quý cô bác anh chị cùng với Châu và Bò đi đến quán để xem coi cô làm ra cái bánh này là như thế nào nha. Mời quý cô bác anh chị nha. Ngon quá. Dạ. Cô ơi, tụi con là Châu Bò Review, kênh của tao chuyên về ẩm thực đường phố Việt Nam truyền thống. Mà tụi con đi ngang là tụi con thấy cái quán cô thứ nhất là sạch sẽ, cái thứ hai là cô rất là đẹp và vui. Rồi xong rồi, còn con còn thấy người ta lại đi xe hơi lại mà ăn quán của cô nữa. Là con không có bỏ qua được đâu, con phải nói sao con xin phép con quay được quán cho cô để mọi người biết tới. Để cô cho phép tụi con quay rồi phỏng vấn cô với lại quay cái lúc mà cô làm luôn nha. Rồi rồi rồi, con cứ dạ. Tự nhiên quay. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vậy cô giới thiệu cho con chút xíu đi, cô tên gì ạ? À? Hết rồi cưng. Chưa có, chút xíu đi, chút xíu cho chị quay lại. Dạ cô tên gì ạ? À? Cô tên Phượng. À quán cô Phượng à. Là cô bán ở đây là gọi là chỗ nào để mọi người dễ tìm ạ? À? Ở đây là đường Thích Quảng Đức. Dạ. Đối diện chùa Tây Tạng. À đối diện chùa Tây Tạng luôn. Rồi, một địa danh nổi tiếng rất là dễ tìm. Đối diện chùa Tây Tạng đường Thích rồi, Quảng Đức. Rồi bây giờ người ta lại người ta mua cho cô á là mấy giờ cô bán à? 6 giờ sáng là có bánh rồi con. Dạ. 6 giờ sáng tới. Vậy là cô ra trước 6 giờ luôn. Trước 6 giờ là 6 giờ đã có bánh rồi. Dạ. Coi như 5 giờ mấy là cô đã dọn ra đây rồi. Dạ. Rồi cô bán tới mấy giờ? Bán tới 5 giờ chiều, có khi 4 giờ mấy cũng chừng, bữa nào hết sớm thì 4 giờ mấy. Dạ. Còn không thì 5 giờ vậy đó. Hết là hết cái bột này nè. Hết cái bột đó con. Wow. Bữa nào ví dụ như giấc này hết đó, mọi ngày giấc hết là cô làm thêm, tại bữa nay con người nó không được khỏe. Thì cô có sao không? Không, không sao, cô cảm cảm bệnh thời tiết thôi không cô. Chứ thôi hết này là cô làm thêm đó. Làm thêm là cô bán tới 5 giờ. Cái bột thơm đó. Cô bán tới 5 giờ. Dạ. Vậy là 5 giờ nên là từ sáng là học sinh đi học ăn được rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi trưa người ta ăn xong người ta ăn thêm này đem vô cơ quan cũng ngon nữa. Còn chiều tới có khoảng 5-6 giờ là lúc học sinh với công nhân đi về đó không cô? Dạ. Không mong là clip này biết thêm nó đủ đối tượng lại mua cho cô luôn. Rồi, rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ. Vậy giờ cô làm cho tụi con có khoảng 10 cái đi. Con mua 10 cái để nhân dịp này là cô làm cho nó đẹp thiệt là đẹp luôn để mọi người coi, mọi người thích rồi con ủng hộ cô luôn. Cái này là một cái nè, chết rồi nó bị sao vậy cô? Bị dính dầu. Nó bị dính á hả cô? Cái khuôn biết sao nó mới thì nó không có dính mà mình đổ một thời gian cái nó bị dính. À. Coi vậy chứ cũng khó làm quá ha. Cái khuôn mới cô không cần thay dầu nhiều. Cái này từ lúc mà cái bánh nào hay cái món nào cũng vậy trơn á, từ cái lúc mà khâu chuẩn bị cho tới mà ra được một cái bánh á là nó đòi hỏi từng bước phải rất là chỉnh chu. Đúng rồi. Vậy thì cô thức dậy phải rất là sớm luôn. 4 giờ là cô thức rồi. 4 giờ là lúc đó cô chuẩn bị cái gì cho món bánh này vậy? 4 giờ thì cô thức dậy cô đánh chín trước. Dạ. Đánh chín xong rồi cái cô vắt dừa. Wow. Vắt dừa cái mới đánh bột. Có nghĩa là mình phải chuẩn bị cái trứng với cái dừa đó trước. Cái đó trước. Cái đánh bột thì nó coi như là sau cùng, đánh bột là sau cùng. Dạ. Cái bột này nè là cái bánh này mình chủ yếu là bột gì vậy cô? Cái này bột gạo với bột mì đó con. Bột gạo, bột mì mình trộn lại. Mà sao mà nó được cái độ sánh gọi là, không phải nó sánh mà nó mịn đó cô. Ừ. Nó mịn đó. Cái máy đánh bột á. À. Cái máy đánh bột. Nhưng mà con đoán con coi đúng không nha, cái này phải có chút xíu sữa nữa không? Không, cái này không có sữa. Sao hay vậy cô, không có cái sữa này, mà sao nó thơm mùi sữa quá vậy? Nước cúc dừa. À. Nước cúc dừa mình dắt á. Cái bánh là gì? Cái bánh nó thơm là nhờ cái chỗ nước cốt dừa cốt của cô đánh lên đó. Nước cốt dừa với trứng đó con. À, cái mà mịn mịn với lại nó sấm này cái nhờ cái trứng á. Trứng là lòng trắng lòng đỏ luôn. Lòng trắng lòng đỏ luôn. Dạ. Độ đặc của nó phải khác với bánh bông lan hoàn toàn á. Đúng đúng rồi. Tại bánh bông lan là người ta đánh dữ lắm để đánh cho cái độ phồng á. Đúng rồi, còn này đánh cho yêu cầu trứng nó tan là được rồi. Dạ. Chứ không cần. Rồi cô chuẩn bị xong cái phần bột đó rồi sao cô? Bột
bột thì đánh rồi là xong rồi. Dạ. Thì nói chung làm cũng quay quay cũng hơn tiếng á. Dạ. Rồi cái lẩu cái cô bắt cơm lên cô đem xuống cô ăn luôn. Tại vì đâu có rảnh đâu đi mua. Dạ. Đồ ăn đâu. Dạ. Sáng là 5 giờ mấy cô dọn xuống đây rồi, cỡ 5 giờ, nói chung ra cỡ 5:20 là cô dọn xuống đây cô nhóm lửa. Dạ. Đó là rồi xong, nhóm lửa xong rồi cái đâu có ấy đâu. Trời tới đâu có khoảng 5:30 là mình bắt đầu mình đổ bấm đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi lửa cháy lên rồi, than cháy lên rồi, bắt đầu. Dạ. Cho phun nóng rồi đổ. Dạ. Ăn đổ nhanh lắm. Thôi hôm bữa con thấy lúc mà cô chuẩn bị á, là cái này là mình sử dụng cái than á, cái than nó có cái gì đặc biệt không, mình thấy chuẩn bị không vậy cô? Cái than đó thì mua về nó hơi bự chút xíu, cái mình. Dạ. Chặt ra cho nó vừa để với cái lò của mình. À. Ừ. Coi như là vừa phải cái lúc cái cô làm than lên. Cái này á theo con thấy á, hình như là phải làm bằng cái lửa than này nè nó mới ngon phải không cô? Đúng rồi đó. Cái này nướng than thì nó ngon hơn bếp ga bếp đồ. Dạ. Chắc là tại vì cái bánh này nó cần cái độ giống như là lửa riu riu mà cứ nó đều, nó còn ái nhiệt đều đều á. Con mà nướng lửa nhiều á nó cũng khét. Wow. Lửa ít quá thì nó lâu lắm. Dạ. Cái này là lửa ít nè. Ồ. Chứ nếu mà lửa nhiều nướng thì cũng nhanh. Rồi lâu quá rồi sao kịp người ta lại người ta ăn. Nãy giờ 2-3 người hỏi luôn không có bánh người ta ăn rồi sao cô? Có con đây cô thấy chứ cô là sáng ra là cô đưa dọn ra là bắt đầu cô nướng hoài vậy đó. Nướng hoài vậy đó, có khi không đủ bánh bán tranh. Bây giờ có cây nào bây giờ cô kiếm thêm cái lò nữa không? Không, bữa hôm cô để trên cái bàn á là cô nướng 2 lò. Dạ. Mà cái xe này nó nhỏ quá để 2 lò không được. À. Bữa hôm là cô nướng để trên bàn nữa, không 2 lò cô để kế bên cô nướng 2 bếp mới kịp. Con hỏi thiệt nha, cô có cần là phải có người tài trợ cho cô thêm một cái lò hay là một cái xe nó dài nữa không? Cô cũng đang định kêu người thợ làm thêm cho cô một khúc gì nè. Dạ. Cô để thêm cái lò nữa đó, mà giờ đang suy nghĩ coi sao nè. Dạ, hy vọng là nếu mà ai mà coi được cái clip này, bạn nào mà có nhà mà có dư xe hay là có làm bên xe này liên hệ với cô để mà cho cô làm thêm một cái lò nữa nha. Dạ, thêm cái lò nữa. Dạ, thêm cái lò nữa coi như cô bán đó, là ai lại ăn cũng có bánh nóng ăn hết trơn. Tại vì chứ giờ cô làm không kịp, người ta mua nhiều quá mà cô làm có một cái lò không có kịp gì hết trơn. Đúng rồi. Bởi vậy sáng cô ra là tranh thủ cô đổ giết đổ hoài đó. Dạ. Đâu có thời gian đâu mà mua đồ ăn sáng ăn gì. Rồi rồi, rồi cái than xong rồi nè, rồi cái còn cái rồi bắt lên lò, con thấy cô chuẩn bị là lúc đó là coi như là bột mình cũng xong. À. Rồi cô chuẩn bị thêm một cái chút xíu nữa cái hũ dầu phải không cô? Ừ. Cái hũ dầu. Cái hũ dầu. Dạ, cái hũ dầu. Rồi kế bên cái hũ dầu con còn thấy có hai cục gạch. Hai cục gạch đó chi vậy? Cô để khe này, dỡ cái nắp này ra để lên cho nó đừng có ấy. À, thằng thấy nám nám đen đen nè. Là cái dầu để qua lên. Còn lúc mình đổ bột á, cái dụng cụ con thấy là cái dụng cụ mà là sử dụng nhiều nhất là cái khuôn này nè. Đúng rồi. Cái khuôn này chắc là đi theo cô lâu lắm rồi đó. Cái khuôn này là hồi nói chung ra hồi lúc cô mới ra bán á. Dạ. Cái khuôn này mới đổi thôi, cô bán. Dạ. Là hồi lúc trước dịch nè. À. Là có cái khuôn kia. Dạ. Cái bưu phẩm nó hơi bị dính quá, cái cô mới mua khuôn này cỡ, nói chung ra là cỡ đổ khuôn này cỡ 2 tháng. Dạ. Lúc trước là cô đổ là trước dịch đó. Dạ. Là cô đã bán rồi, là cô đổ cái khuôn kia kìa. Một cái khuôn á mình đổ bao lâu là mình phải thay cô? Nói chung ra là tại cái khuôn kia nó dính quá cô mới thay, chứ cái khuôn cũng vẫn còn đổ bình thường. Dạ. Mà mai mình chịu cô cũng lấy ra, nếu mà bắt hai lò là cô cũng lấy khuôn nó xuống đổ tiếp. À. Vậy đó, nó dính nhưng mà mình chịu khó kệ đi, thay dầu nhiều tí vậy đó. Dạ. Coi như là cái khuôn mới thì là cái chất mà người ta áo ở cái đó nó còn nhiều nên là nó ít bị dính hơn. À. Còn mà nó cũ thì mình phải thay nhiều dầu chút xíu để nó không có bị dính. Rồi lúc mà mình thay dầu xong mình đổ lên hồi nãy đó, cô kẹp lại vậy là một cái bánh như vậy là khoảng bao lâu rồi xong một cái vậy cô? Nói chung ra nếu mà than ấy là mình cỡ than nhiều thì cỡ 4 phút à. Dạ. 4 phút. Cái thì... lúc mình làm á mình có phải xoay trở như thế nào cho đều bánh không cô? Không, nãy cô quay qua quận rồi, bây giờ cô trở lại quận này nữa là rồi xong. À vậy hả? Ừ. Nhìn coi đơn giản vậy chứ mà để mà làm được á, con nghĩ là trong cái bột á cô cũng phải pha thêm gia vị đồ gì cho nó vừa ăn phải không cô? Thì nói chung ra là có trứng, đường. Dạ. Dừa. À. Rồi bột chỉ có như vậy thôi à. Dạ. Ngoài đây không có gì nữa hết. Có nhiều khi á mình làm đơn giản á, nhưng mà trong cái đơn giản của cô á, cô có cái sự cẩn thận trong đó nên là cái bột của cô á ra nó mới đều màu, cái bánh á không có bị cháy gì hết trơn á, mà ăn vô nó mịn cái bột nữa, nên là con xung thông con đi ăn con review nha. Dạ. Dạ. Còn thấy không xe hơi lại mua không? Dạ. Tại vì nói chung nha, cô bán ở đây quen rồi, người ta
ta quen, người ta xe hơi người ta mới mua. Chứ mà mình bán không ngon đó, cậu biết không? Nếu mà không ngon là bán chậm lắm. Đây mình bán ăn được, thành ra xe hơi. Giá sáng thì có cái cô kia cũng đi xe hơi đi làm đó. Là ghé đổ nhiêu bánh là cô lấy hết á. Bây giờ sáng tranh thủ là cô đi ngang cỡ 7:15 nha. Là tranh thủ đổ, rồi ai mua nhiêu thì nhiêu. Còn nhiêu là cô lấy hết, rồi bắt đầu đổ tiếp. Cô kiếm là cô đổ hai lò. Thế sao này mới cái xe này mới lên xe đây ha. Thì nóng sập rồi còn có cả cô để đây là kê cái miếng gạch nè để cho nó không có nóng nữa. Tại vì cái này để sát ở đây quá cô mới kê miếng gạch. Mà cái lúc mà làm như vậy nè, theo cô á là nó cực nhất là cái phần giai đoạn nào trong cái lúc làm bánh gì cô? Nói chung ra thì cực sáng thì mình làm bột thì mình cũng cực thức sớm thì bình thường. Thì cũng thức sớm quen rồi. Nhưng mà cô bán suốt ngày vậy đó. Chưa lên bến miếng cơm xuống ăn rồi ăn xong rồi đầu có khi vừa ăn vừa đổ luôn. Đó như... bụng quá ngồi múc múc ăn vài muỗng vậy đó. Cái cực vậy nè thiệt ra không phải là nặng nhọc. Nhưng mà nó đòi hỏi là cứ liên tục đúng nhất, đúng từ rồi. Sáng cho mới tới cái lúc cô nghỉ luôn thì lúc đó cô mới được nghỉ thật sự. Đúng rồi. Chứ còn không thôi cứ là hoài vậy đó. Làm hoài từng chút một như vậy. Mỗi một nghề nó có một cái khó riêng ha cô. Còn cái bánh, muốn ngon cái bánh á là trong cái này nè là cái bánh á cô bán được bao lâu rồi ạ? Cô tính từ lúc cô làm bánh nha, chứ không phải tính từ cái lúc mà cô ở đây nha. Từ lúc làm bánh bán hả? Dạ. Là từ lúc mới ra bán hả? Dạ dạ. Thì lúc trước dịch đó. Thôi trước dịch là cô vậy trước là dịch mấy năm rồi đó. Trước dịch là cô đã ra bán rồi, cái bán một thời gian cái dịch cái nghỉ. Dạ. Nghỉ xong rồi nghỉ mấy tháng đó rồi bắt đầu ra bán tiếp. Dạ. Là cho ra bán lại là bán tới giờ luôn á. Wow. Rồi từ lúc mà làm cho tới giờ nè, cái bánh này nè theo cô á nó ngon á là như thế nào thì là nói là được cái bánh ngon vậy cô? Nói chung ra này bánh ngon thì tùy thế người thích. Người thì thích bánh cu mới vừa nướng xong thì nó giòn xốp. Còn người thì thích ăn bánh dẻo. Bánh dẻo thì nên đòi lấy bánh dẻo thôi. Nói chung là mỗi người mỗi ý đó. Wow, rồi bây giờ rồi cô bán con thấy là nhiều người ta lại mỗi người mỗi ý như vậy á. Rồi người ta có dặn trước để cô bán ra cái bánh là giòn hoặc bánh dẻo hoặc bánh xốp như thế nào không? Ai ăn bánh giòn á thì nếu muốn ăn bánh giòn thì đợi cô một chút. Còn nếu ai ăn bánh dẻo thì có bánh dẻo liền. Vậy đó. Coi như cô mặc định là bánh của cô đưa ra là bánh dẻo mịn. Còn bạn nào mà muốn ăn mà bánh giống như nó giòn là coi như cô để lâu một chút xíu thì cái lửa từ từ nó làm cho cái bánh nó giòn hơn. Vậy cô nướng liền thì nó giòn. Giống như cô nướng cứ lấy ra liền là bánh giòn liền. Dạ. Lâu vậy rồi mình có tăng giá cái bánh đó không? Không con, từ lúc cô bán bây giờ là chỉ 5.000. Vậy là một cái là cô bán 5.000. Rồi, cái giá đó ai ăn cũng được hết trơn. Nhiều người cũng hỏi thôi, ủa sao bán lâu quá không lên giá. Cô nói thôi chạy đi, thí dụ đó giờ là 100.000, thí dụ cô nói thí dụ đi giờ mình lời 80 đi, thí dụ đi thôi chạy đi lên 1.000. Thành ra cô không có lên giá. Dạ, cô thấy thôi quan trọng nhất bán là người ta ăn đúng ngon rồi. Người ta quay lại người ta ủng hộ cho mình được rồi. Mình vừa thấy là người ta ăn ngon mình vui, mà cái lượng khách như vậy nó tăng lên thì hay hơn là so với mình tăng giá đúng không cô? Cô không thích tăng giá tại vì tiêm ngàn bạc cũng không có đủ ra đâu, bà con đang thấy ấy. Dạ, con nghe cô nói vậy là con cũng hiểu cái tính của cô rồi. Cô không thích là nó tăng đó, cô cảm thấy nó cũng kỳ kỳ lắm đúng không cô? Cô cũng thấy cái kiểu của cô không muốn tăng như vậy. Tại sao là cô lợi ích chút xíu, cô lợi ích chút. Giờ đường đồ lên, dầu đồ lên hay là than lên rồi này kia đó. Các cái lúc qua dịch rồi cái nào cũng lên hết. Nhưng mà cô không lên. Kệ đi. Bà con người ta giờ ai cũng khó khăn quá lên thêm ngàn bạc. Dạ. Vậy nhiều người mua bánh cô hỏi ủa sao không lên giá. Trời, cô có tâm quá. Có bữa em trai kia lại mua kìa. Cái mua ba cái bánh mà đưa 30.000 luôn. Cái cô nói không, ba cái có 15.000 hả? Ủa con tưởng 10.000 cái sao có 5.000, cô rẻ dữ vậy? Rồi cô bán đây có 5.000 hả con? Trời ơi vậy con cụ tưởng 10.000. Cái bánh này nè, lúc mà cô mới nướng xong á, ăn nó sẽ có vị cát. Còn ở nào ở ngoài á, con thấy những tiệm á người ta cũng bán luôn, nhưng mà ta bỏ vô trong cái bọc. Cái xong rồi mình mua về là ăn cái vị nó khác liền à, tại nó lâu quá. Nó lâu cũng mới ngon. Dạ. Bánh này là cô bán trong ngày. Dạ. Con thấy cô vừa mới nấy xong là coi như là có người ăn rồi. Quê cô ở Vĩnh Long. À, ủa? Ở Vĩnh Long, Cần Thơ, qua bên cầu Cần Thơ chưa qua cầu nha. Còn ở Cây Dồn. Thì cô cũng ở bên chợ chứ không phải là Cây Dồn bên ngay chỗ cái cầu đỏ xuống đó, cái dồn đó, cô Bình Minh đó. Cô ở bên là Đông Thành đó. À vậy hả? Vậy là hơi đối diện chợ đó. À đối diện chợ. Còn của con là ngay chỗ cầu đỏ đi xuống ngay chỗ chợ Bình Minh đó.
cầu đỏ hả ta? Dạ, ngay chỗ Bình Minh đó, cái dồn đó cô. Ờ, thì cô ở gần chợ cái dồn luôn đó. Ủa vậy hả? Coi chừng cô con bà con mà không biết. Cô Phượng quá mà. Dạ. Coi con mai mốt của bà con nha. Dạ. Tại vì cô em út nhiều lắm. Dạ. Má cô thứ hai rồi còn tới 9 người em nữa là. Rồi sao mà cô cơ duyên nào mà dẫn cô đến với cái nghề này vậy? Nói chung ra là hồi đó cô lên đây cô đi làm công ty. Dạ. Cái cô mới nghỉ công ty. Làm công ty nói chung ra là cũng được, nhưng mà tại cô thấy mình làm không có mấy gì phù hợp, không phải là không phù hợp nhưng mà làm người này người kia trong công ty thì đông người, làm cái khu bếp á. Thì thôi cô thấy vậy thôi, mình làm đơn xin nghỉ. Nghỉ mà ông quản lý người Trung Quốc đâu cho cô nghỉ đâu. Cứ nói xin nghỉ làm gì, chứ cô mới nói là xin nghỉ về quê có công chuyện. Ông nói nếu có công chuyện mà công ty đâu có ai cho nghỉ lâu con. Ông nói nếu mà có công chuyện ông cho cô nghỉ 4 tuần là tháng đó. Về quê giải quyết công chuyện xong nên làm tiếp. Là vậy coi là như người ta tin tưởng là mình đó. Làm sao người ta mới vậy? Tại vì cô làm lúc đó là 4 năm rồi. Cái ông nói thì về quê giải quyết công chuyện xong lên làm. Làm cho nghỉ 1 tháng đó. Thế tại vì mình nói chung ra mình cũng cố tình nghỉ. Cái nói, thì ông nói vậy dạ dạ vậy đó. Cái đầu cái làm đơn cho nghỉ. Mà bây giờ điện là cô mà nộp hồ sơ vô là cũng vẫn làm bình thường. Rồi cô về rồi sao cơ duyên nào tới với cái bánh này rồi mà không phải bánh khác. Rồi cái nói chung ra thấy ở trên đây không có bán bánh này. Dạ. Rồi cái nói thôi vậy giờ mình đổ bánh này bán đại đi. Lúc đó đang nghỉ thất nghiệp rồi, biết làm gì giờ. Dạ. Nói rồi thôi. Còn cái này nè là sao cô biết cô làm? Cái này là có người gì ở dưới quê. À. Lúc cô làm lúc đầu dở lắm. Tại vì coi trên mạng làm không có giống đâu. Dạ. Cái làm cô làm xong rồi cái cô bỏ bột hoài à. Làm cái này là một cái vậy là một ván vậy hả cô? Dạ. Lấy tay. Cái điện cho người gì hoài cũng được. Cái bữa đó điện cho người gì được. Cái bánh ấy trời ơi mày làm cái bánh gì bán cho ai? Thế sao vậy mà con bán cũng được nữa. Nói thôi. Dở lắm. Bánh nói thôi đừng làm dở lắm. Thôi đừng làm đó, cái là chỉ cái này rồi nói chung ra thì về chỉ rồi nhưng mà cô làm cũng được giống vậy nhưng mà mình thêm này kia vô. Giống như người gì đó chỉ là làm vậy vậy đó. Thì cô thấy vẫn chưa béo thì cô thêm dừa. Nói ơi đường thì nói chung ra là mình làm dừa thôi chứ không có ngọt. Tại vì nó dừa thôi, giờ người ta bị tiểu đường nhiều lắm. Người ta cũng sợ ngọt. Đúng rồi. Cái bây giờ người ta thích ăn cái vừa vị thôi. Dừa thôi. Thậm chí là có người nhiều người còn thích ăn lạc. Nghe cái bánh của cô ai ăn cũng thích hết đó là nó không có dừa đường nhiều. Cô làm dừa thôi ăn nó cũng ngọt chứ không phải không ngọt mà nó dừa thôi. Coi như dừa đủ để mà đúng mình thấy rồi. Ăn ngon thôi là được rồi chứ đừng có đậm quá. Hình như cái chị á chị quay lại chị giờ coi có bánh chưa? Nhưng mà giờ đổ cho người ta chục cái. Dạ. Cái này có cần phải ráo dầu hay gì không cô? Không con, cái này không có ráo dầu gì hết, đâu có dầu vậy, gì đâu. Vậy còn cái khay này nè, con thấy có lỗ là để khay này cô? Cô lấy bánh ra, trong lúc lấy bánh ra cái bánh nó nóng con hiểu không? Dạ. Cái nó có cái lỗ vậy cho nó ra cái hơi á, cho cái bánh nó đừng có ướt. Cái bánh nó ướt thì nó mềm không cô? Nó mau mềm. Giống như nó bị đổ mồ hôi á. Dạ. Mình để trong cái này cho nó thoáng cái hơi nè, không biết không? Cũng kỹ quá. Con thấy hình như cái khay này nè, bình thường là người ta đâu có lỗ, cái này là mình đặt mới có lỗ phải không cô? Không, cái này ở dưới chợ cũng có bán nhiều đúng không? À hay quá ha, người ta cũng biết cái bánh nó hay ra mồ hôi này kia. Thành ra nói chung ra là cô tự sáng tạo ra ba cái đồ này là cô tự làm hết. Một giống ngày như... cái này nhìn đẹp quá, một ngày là mình bán bao nhiêu cái xô bột này vậy cô? 5 xô đó con. 5 xô. Thứ bảy chủ nhật là cô bán 6 xô. Wow. Thứ bảy chủ nhật cô cũng có bán nữa. Bán luôn. Thường thường ngày nào á là cô bán được nhiều nhất chạy nhất. Nói chung ra là hồi lúc trước á là bán thứ bảy chủ nhật bán được lắm, mà bây giờ trong tuần hên xui. Thì khi thứ sáu bán cũng được lắm. Thứ bảy chủ nhật. Đó, 2 ngày đó. Còn bây giờ tụi con quay lên như vậy nè, những cái món bánh này vậy nữa đó, người ta hiện giờ người ta hút khách lắm. Rồi một số cô dì chú bác nào ở xa muốn ủng hộ cho cô, rồi cô có chắc là người ta sẽ gọi điện trước cho cô, rồi người ta đặt đâu có khoảng là 1-20 cái hay 30-40 cái gì đó. Rồi cô có thời gian với lại cô có ship cho người ta không? Ship tại vì cô đâu có ai đâu đi ship, cô có mình à. Thành ra thí dụ đặt bánh cho cô của cô á thì chạy lên lấy thì được, chứ đi ship thì cô không có người giao. Vậy thôi các bạn, nếu mà thích ăn bánh bánh này mình gọi là bánh kẹp phải không cô? Bánh kẹp tổ ong á. Bánh kẹp tổ ong và nướng trực tiếp luôn. Và ăn nóng giòn ngon vừa mới ra lò luôn thì hãy ghé đối diện chùa Tây Tạng để ủng hộ cho cô nha. Bởi vì cô có một mình nè, cô làm từ sáng cho tới chiều luôn. Cũng
thiệt ra một mình làm như vậy cũng lắc sắc suốt cả ngày luôn á cô. Đúng rồi, các bạn cứ tới mua trực tiếp với cho cô nha, mà ăn được bánh trực tiếp cũng ngon nữa. Làm mấy cái bánh này nhìn xinh ghê ha. Rồi cho con xin ăn một trái để review trực tiếp cho mọi người coi. Rồi bên đây bước qua lấy cô đây. Dạ. Dạ. Thôi cho con lấy một cái đi, cái dạng. Dạ. Cái màu đẹp thì là đẹp á. Wow. Bánh này gọi là bánh kẹp tổ ong không cô? Các bạn ơi, trên tay của mình là một cái hoa bánh kẹp tổ ong thơm ngon mà cô Phượng vừa mới nướng xong. Nó rất là ngon, nó rất là giòn, dẻo và có cái độ xốp ở trong cái bột bánh nữa. Bây giờ mình bẻ ra thử xem như thế nào nha. Cái này từng cánh bẻ đẹp á. À, ra liền luôn nè. Các bạn thấy cái lớp bột không? Nhìn rất là ngon luôn. Wow. Ngon quá, giờ mời mọi người nha. Rồi đúng là giòn xốp và có độ dẻo mịn và vừa miệng lắm, ăn nó còn chút xíu dai dai nữa. Cái bánh này mà mấy bé nhỏ cầm vừa nó đẹp đó, nên là các bé sẽ rất là thích mà ăn lại ngon nữa. À nha, cô nói mấy đứa bé nhỏ thích lắm nha. Dạ. Bữa có bé kia á, cái ông nội á đi ngang cái hỏi ủa cô bán bánh cô bỏ cái gì chồng, mà cháu nội tôi lần nào đi ngang đấy ông nội ghé mua bánh đó cho con nghe, bánh trái tim đó. Ông nói bỏ cái giống gì chồng, mà giờ nít nó ăn mà nó cũng ghiền. Con muốn hỏi cô bỏ cái bánh gì mà nó thơm, bỏ cái gì mà nó thơm quá vậy? Thì cô nói với con là chỉ dừa với trứng thôi. Rồi mà nó thơm được vậy hay quá vậy cô? Có bí quyết gì không trời? Như bỏ vani gì đó, mấy ống vani vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Bánh vani dạng dầu chuối á không cô? Không, vani khác. Vani khác, dầu chuối khác. Dạ. Rồi cô đánh nhưng mà nếu mà cô đánh nhiều á thường thường nó mịn, nhưng mà nó lại có cái giòn ở trong đó nữa, nó khác với lại bánh bông lan quá trời luôn. Đúng rồi, nó khác bánh bông lan, ăn mà coi như không dừng được luôn á cô. Nói chung ăn nít mà ở khu Chánh, khu Mỹ rồi đó. Dạ. Nít người lớn gì cũng vậy chứ. Có bé kia đi ngang đó chị, mỗi lần em không đi chợ Bình Dương thôi, em đi ngang là em phải ghé chị. Dạ. Em ghé lại mua một chục cái gì không, nói em thích ăn bánh của chị, ở gần nhà em có bán nhưng mà thích. Còn bé kia thì thằng trai đâu cũng cỡ 4 tuổi à. Dạ. Nói ở nhà kế nhà có bán luôn mà mua nó không ăn. Nó nói không, con ăn bánh ở Bình Dương á. Dạ. Ăn cái này nó mới không có ngán, còn cái vị như vậy nó không có ngọt, nó vừa vị thôi, ăn nó tới vị ngon lắm. Nó nói với mẹ nó là nó ăn bánh Bình Dương á chứ nó không ăn bánh ở Phú Chánh đâu. Nó cười với mẹ nó, trời ơi hết biết nó chưa. Mới bà lớn tuổi đó mà vậy đó. Dạ. Nãy giờ tụi con được tâm sự với cô. Được cô cho ăn bánh kẹp tổ ong thơm ngon. Rồi cô còn làm trực tiếp cho tụi con coi cũng như là các bạn theo dõi nữa. Coi là thích rồi đó. Rồi giờ thích quá rồi, người ta ăn nhiều quá rồi. Các cái thực khách tương lai như vậy á, cô có lời nào nhắn nhủ và các bạn mà xem clip mà thích bánh kẹp của cô quá không? Thì cô cũng có dày đi. Yeah. Ai mà nếu yêu thích bánh kẹp của cô á, thì ghé ủng hộ cô giùm. Yeah. Rồi, cô cảm ơn nhiều, chứ cô cũng không biết nói gì. Yeah. Các bạn nhớ tới ủng hộ ủng cô hộ nha. Cô thôi. Yeah. Cô dễ thương quá trời luôn. Rồi các bạn mua 10 cái nói là cho bò review giới thiệu lại, cô có tặng thêm được nửa cái nào không? Con thì tặng cho con hả? Dạ, các bạn tới đây các bạn nói nhờ tin cho bò review của tụi con á mà mới biết tới, rồi mua nhiều rồi cô có bớt cho các bạn được cái nào không? Thì nếu mua nhiều thì thôi tình cảm thì cô tăng thêm cái gì đó. Dạ, rồi cô cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà các bạn mua nhiều cho cô nha, thì hả nói là cho bò review chứ còn là nếu ít thì thôi cứ mua thôi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu như mà các bạn có dịp ghé ở đây đối diện chùa Tây Tạng, hãy ủng hộ cho cô Phượng nha. Và nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách là đăng ký và like cho kênh Châu Bò Review để có thêm cơ hội được theo dõi nhiều quán giống như quán ăn ngon của cô Phượng ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình chào mọi người nha cô. Chào mọi người nha. Chào mọi người, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn.